Thì B1 với B1 với B2. Quá trời cổ vũ rồi. Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Sệ Vlog. Bây giờ xin mời cô chú anh chị em mình đi xem với mình nha cả nhà. Bữa nay mình đi quay mấy cô mấy chị mà bơi ghe nè cả nhà, bơi vỏ lãi á, ở tại xã Thành Tân, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ xin mời cô chú anh chị em mình vào xem với mình nghe cả nhà. Và chúc cho cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nha cả nhà. Xin mời cô chú anh chị em mình xem đội tiếp theo nha cả nhà. Bây giờ đang sửa sẵn ba bơi á cả nhà. Đây chỗ tới đích đây cả nhà ơi. Đây ngay cờ đây. Đó. Vậy là Tân Lợi với Tân Phước nữa hả? Tân Lợi với Tân Phước hả? Đội nào với đội nào Khánh? A2 hả? Kệ bự nhỏ gì. Giờ điểm xuất phát bắt đầu nha cả nhà. Giờ xin mời cô chú anh chị em mình vào xem với mình nha. Có sơ xuất cái gì cũng thông cảm bỏ qua nha cả nhà, không chuyên nghiệp gì mấy. Đây khán giả quá trời đông luôn cả nhà ơi. Đây quá trời đông rồi. Đây cổ vũ bên đội đội Tân Lợi. Để người ta bơi rồi mình mới tiếp tục được. Rồi bắt đầu bơi đó cả nhà. Rồi bắt đầu xuất phát cho đội hồi nãy áo xanh là Tân Thắng hả? Tân Thắng với Tân Lợi nữa cả nhà ơi, phải không? Rồi B1 Tân Lợi đã thắng B1 nha cả nhà. Thấy cũng cũng hào hứng quá cả nhà ơi, vui quá. Trời ơi, dẫn đầu mà để cho người ta qua trước.
cô tim mà bẻ lái dở quá. Bẻ cho ngay cái ha tiếp bơi. Chạy vỏ cho người ta. Cái vỏ chạy. Kè kè kè. Ê. Kè, lại đi kè cái kia đi nữa. Cái đội này họ đừng xuống bơi nữa. À, Tân Lợi đã thắng B1 nha cả nhà. Bây giờ ban tổ chức đi kè đi. Ban tổ chức đi kè đi, đừng có nói nhiều. Đó, Tân Lợi bắt đầu xuống nữa cả nhà ơi. Đúng rồi mà. Ta kè đi. Đây đội của Tân Lợi đây cả nhà. Vòng đi, vòng đi. Nghỉ vòng luôn hả? Đợi ở đây đi. Thôi bây giờ xin tạm dừng tại đây nghe cả nhà. Cô chú anh chị em nào có xem cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nghe cả nhà. Để chúc cả nhà. Buộc ở đây đi. Chúc cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nghe cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà mình xem clip tiếp theo nha.